Trứng, giờ này mà mày còn ngủ à? Có dậy ngay không? Dậy ăn sáng không, dọn phòng đi. Ăn ở bừa bộn như con heo, xong chạy ra đầu ngõ mua cho mẹ về đậu. Làm xong đi đâu thì đi, lại cắm đầu vào cái điện thoại đấy, không được cái tích sự gì cả. Sáng cuối tuần không yên, cố gắng ra ở riêng thôi, chứ này không chịu được. Ui, thị trường đang ngon, chỉ múc thêm con nào chưa? Tao đủ 31 mà vẫn âm 22%. Hôm rồi tao canh được giá tốt, múc thêm hẳn 100 của con mới X đấy. VX và KX, mày nghĩ tao nên múc con nào? Thằng Châu đấy thấy bà cũng là tay chơi trứng có tiếng, độ con xe ngon này kia, chạy phố khét thì biết. Cứ làm công ăn lương thế này, chả biết nào mới giàu. Hàng tháng chỉ có mỡ bụng với KPI tăng, thì nghĩ gì đến việc mua nhà mua xe đây. Bạn mình chúng nó đầu tư được, chẳng lẽ mình không? Đón xem tập 2 vào một ngày gần nhất tháng 10, sớm thôi, sớm thôi, sớm thôi.